Hàng nghìn người đội mưa, nghẹn ngào cầu siêu cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Sáng nay Hà Nội đổ mưa nặng hạt, nhưng hàng nghìn người vẫn đội mưa đổ về chùa Phụng Lộc cầu siêu cho các nạn nhân đã không qua khỏi trong vụ cháy chung cư mini ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ. Từ 8 giờ ngày 15 tháng 9, hàng nghìn người đổ về chùa Phụng Lộc, thường gọi là chùa Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân đã không qua khỏi trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ. Bà Dương Thị Tý, 75 tuổi, ban hội tụ chùa Phụng Lộc cho biết chiều ngày 13 tháng 9, chùa lập hai bàn thờ để người dân có thể tới thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ. Theo ghi nhận của phóng viên, tại hai bàn cầu siêu được ghi thông tin nhất tâm cầu nguyện chư vị hương linh thương vong trong vụ hỏa hoạn tại số 37/29/70 Khương Hạ, Khương Đình. Hàng trăm người cùng thắp hương với lòng thành kính, mong các nạn nhân tử nạn sớm được siêu thoát về miền cực lạc. Theo bà Tý, hôm nay ngày 1 tháng 8 âm lịch, người dân tới chùa ngoài việc cầu siêu cho các nạn nhân không qua khỏi trong vụ cháy cũng cầu cho một tháng mới bình an may mắn. Số lượng người dân tới chùa ngày 1 tháng đông nhất từ trước tới nay, đông hơn cả 1 Tết. Nhiều người tới chùa thắp nén hương, bật khóc nức nở, liên tục cầu khấn cho các vong linh sớm được siêu thoát, khiến cho chúng tôi không thể cầm được nước mắt, bà Tý nghẹn ngào chia sẻ. Sáng sớm nay, chị Vũ Thị Hiền, chú phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, tranh thủ trước giờ đi làm tới chùa Phụng Lộc, thắp hương cầu mong các vong linh sớm được siêu thoát. Chị Hiền mong muốn thời gian tới không xảy ra các vụ cháy thương tâm, những nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ sẽ sớm hồi phục. Nhiều người thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân không giấu được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Những người đã mất chẳng phải là thân thiết, quen thuộc, nhưng họ đã ra đi quá đau đớn, quá thương tâm. Cứ tưởng tượng ra cảnh mọi người chống chọi với giặc lửa, tôi lại bật khóc. Đôi tay run rẩy cầm thẻ hương, bà Nguyễn Thị Phượng, 66 tuổi, chú phường Kim Giang, quận Hoàng Mai khóc nức nở. 5 giờ sáng, bà Vũ Thị Hậu, 54 tuổi, đi xe máy hơn 50 km từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để ủng hộ và thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân. Vừa đặt bó cúc trắng xuống bàn thờ, bà đã khóc nức nở. Bà bộc bạch, hơn 2 tháng qua tiết kiệm được gần 10 triệu đồng, dự định sang tháng mua chiếc xe đạp điện để tiện cho việc đi đón cháu. Song khi biết thông tin về vụ cháy và địa điểm tiếp nhận tiền ủng hộ, bà đã tới tận nơi để ủng hộ số tiền trên với mong muốn các nạn nhân sớm vượt qua được mất mát đau thương quá lớn này. Còn bà Triệu Cát Tường, 48 tuổi, chú phường Định Công, quận Hoàng Mai cũng không cầm được nước mắt khi thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân xấu số. Bà chia sẻ, từ khi nghe tin vụ cháy, bà liên tục theo dõi các tin tức cập nhật trên truyền thông. Đọc được thông tin vụ cháy làm 56 người không qua khỏi, tôi lặng cả người, chân tay run rẩy, không thể ngờ rằng lại thương tâm như vậy. Tôi không quen biết gì các nạn nhân, nhưng trong tâm vẫn đau đớn, vẫn xót xa. Bà từng nói rồi gạt vội giọt nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt. Hơn 9 giờ, trời đổ mưa nặng hạt, như khu vực để xe trong khuôn viên chùa Phụng Lộc mỗi lúc một đông. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, chấp tác chùa Phụng Lộc cho biết, lượng người tới chùa thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân không qua khỏi trong vụ cháy bắt đầu đông từ chiều tối qua, ngày 14 tháng 9. Để đảm bảo an ninh cũng như tôn nghiêm của chùa, người làm công quả liên tục nhắc nhở người châm hương, thắp hương đúng quy định. Chiều qua, chùa Phụng Lộc làm lễ triệu vong cho các nạn nhân không qua khỏi trong vụ cháy ra chùa để thuận tiện cho hương khói cầu siêu. Theo bà Nhung, thời gian tới chùa sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân không qua khỏi. Mặc dù mưa to, nhưng hàng trăm người vẫn mang theo hương, hoa cúc trắng và vàng, đội mưa tới chùa. Nhiều người tỏ lòng thành, quyên góp tiền công đức tại chùa Phụng Lộc để việc tiếp nhận công đức được công khai minh bạch, chùa cử người ghi chép rõ ràng, tên tuổi, địa chỉ người đóng góp. Sáng nay, lực lượng chức năng lập rào chắn, cấm người dân vào hiện trường thắp hương cầu siêu. Như đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 9, chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ bốc cháy dữ dội. 150 cư dân tại hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số người chạy lên tầng thượng kêu cứu thất thanh. Số khác liều mạng nhảy xuống mái nhà dân bên cạnh. Có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất. Đến 19 giờ ngày 13 tháng 9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người không qua khỏi, 37 người bị thương. Trong số những người không qua khỏi, 36 người đã được xác định danh tính. Chủ chung cư mini là Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng vì tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Vâng, thưa quý vị và các bạn, gần 150 người đã gặp nạn trong một vụ cháy thương tâm để lại những hậu quả hết sức nặng nề, dù lực lượng cứu hộ đã cố gắng hết sức xuyên đêm để giải cứu các nạn nhân. Hiểm họa cháy nổ nhiều lần cảnh báo, nhưng khi ngọn lửa đi qua thì không bài học nào đau xót hơn là trả giá bằng mạng sống con người. Nằm trong ngõ nhỏ 3 mét, cách phố Khương Hạ khoảng 400 mét,
Tòa chung cư bị cháy được thiết kế kiểu ống, tầng 1 để xe, các tầng còn lại là căn hộ cho thuê. Mỗi tầng có 5 căn hộ, khoảng từ 20 đến 40 mét vuông, có lô ra dùng để phơi quần áo, hai mặt lô ra gắn song inox, có ô thoát ra ngoài nhưng không có thang xuống. Vào thời điểm xảy ra đám cháy thì tất cả các phòng này đều đã có người ở. Khi mà thấy ngọn lửa thì mọi người đã hò nhau và chạy lên tầng thượng, một số người thì đã nhảy sang mái tôn sang nhà kế bên. Công an thì liên tục phun vòi rồng làm mát, đồng thời thì tìm kiếm người mắc kẹt. Thấy cháy thì bắt đầu là bình cứu hỏa phải đến 7-8 bình. Nhà cái chú bên hàng xóm này cũng mang ở nhà ra để nhưng mà không xuể. Nó cháy xong lại lan ra dàn xe máy ở dưới tầng 1. Không kịp được nữa, nó lổ rất là to. Tầng 4 người ta còn sập mãi, chắc cũng phải sáng nay người ta mới tiếp cận được hai cái phòng đấy vì nó bị sập. Cả ngõ cầu thang nhỏ thì nó rất là có công tác cứu hậu cứu rất là khó khăn. Cháu ở đâu rồi? Cháu đang ở đâu? Ôi trời ơi, không vào được như này, khổ, chẳng chẳng biết đàn nữa. Sáng nay thì con nhà bác là nó tỉnh lại thì nó nói chuyện là con phải nhảy xuống thì con mới sống được. Nhảy từ tầng mấy mà? Nhảy từ tầng 4, gãy 3 xương sườn, nhưng nói tóm lại là đầu gối này phải băng, người bây giờ là chưa, người ta bác sĩ là chưa động gì đấy. Các cái phòng đều chứa hết mà không nhận diện được ai với ai. Thế thì bố nó vừa mới gọi cho tôi và không có hy vọng được. Cái tầng nhà tôi là có khoảng 20 người thì thoát được hết. Chủ đầu tư cũng chưa làm cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Mà bao nhiêu lần chúng tôi đề nghị rồi, nhưng mà chủ đầu tư cũng vẫn không làm. Vâng, chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phóng sự ngắn thuật lại cái câu chuyện về cái vụ việc cháy xảy ra tại một chung cư mini vào đêm 12 tháng 9. Chắc hẳn là cảm xúc của các vị khách mời và tôi bây giờ cũng giống nhau đúng không ạ? Chúng ta cũng cảm thấy vô cùng xót xa trước những cái hệ lụy của đám cháy này để lại, trước những sự mất mát cả về tài sản và đặc biệt là mất mát về con người. Vâng, thưa hai vị khách mời, thì con số thương vong được ghi nhận trong vụ việc này là hơn 100 người, khiến chúng ta thật sự là rất nghẹn ngào. Hẳn là cũng có nhiều vấn đề bất bình xung quanh vụ việc này, mà đến mức mà giám đốc bệnh viện Bạch Mai phải dùng từ là thảm họa khi mà tiếp nhận hàng loạt những cái bệnh nhân từ cái vụ cháy này. Ở góc độ chuyên gia thì hai vị khách mời có nhận định như thế nào về vụ việc trên ạ? Đầu tiên thì chắc là xin mời kiến trúc sư Lý Trường Dũng ạ. Trước hết cho phép tôi được gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân và gia đình những người đã mất trong cái vụ hỏa hoạn kinh hoàng này. Thành thật, khi mà tôi nhận được cái tin này thì tôi thực sự là sốc kinh quá. Chưa bao giờ mà ở Việt Nam nó lại xảy ra một cái vụ mà nó lại đau đớn đến như vậy. Tôi bị ám ảnh rất là kinh khủng khi có một cái tin ở trên mạng xã hội. Bố ơi, các con của con đã chết hết rồi. Và con cũng sắp chết. Đến bây giờ tôi vẫn còn sốc về một cái tin như vậy. Chúng ta biết nói gì bây giờ? Vấn đề lớn nhất, vấn đề là chúng ta phải tìm ra được tất cả những cái căn cứ, tất cả những cái việc mà xây dựng đến những cái nhà gọi là chung cư mini mà nó lại tệ hại đến mức độ là như thế này, không có tất cả các cái biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Tôi nói thành thật là tôi làm công tác về kiến trúc xây dựng dính đến tất cả cái việc này cỡ độ khoảng lấy 50 năm nay. Tôi từng phụ trách vấn đề về nhà ở, đầu tư xây dựng cho nhà ở và quy hoạch của Ủy ban Quy hoạch Nhà nước từ năm 1973 cho đến năm 1978. Chúng tôi cũng đã làm rất nhiều liên quan đến vấn đề nhà ở. Và nói thành thật rằng là vấn đề nhà ở luôn luôn là một cái vấn đề vấn nạn mỗi một đất nước. Nếu như không có đủ tất cả những cái mình có nói luôn là cái điều kiện nhất định cho người ở thì sẽ xảy ra những cái vấn đề rất lớn. Nguyên tắc mà nói, tất cả các cái
nhà chung cư, tôi cũng nói luôn là cái chung cư lớn cho đến chung cư bé, như gọi là chung cư mini này, muốn gì thì muốn, cũng phải đảm bảo được cái điều kiện mà cấp phép xây dựng theo cái điều 93 của luật xây dựng năm 1914. Là cái gì? Phải đảm bảo an toàn cho công trình nhà ở và đặc biệt là phòng cháy chữa cháy. Bởi vì khi đã xảy ra một cái vụ cháy mà ở những cái nơi tập trung người như thế này thì nó kinh hoàng. Đấy. Và cái việc mà chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh như là quý vị đã nói và tìm hiểu của chúng tôi vân vân trong mấy ngày này thực sự là đáng sợ.